Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đập hộp laptop mới cùng Đúng Laptop. Trước mặt mình đây là mẫu laptop Dell Inspiron 5510. Sản phẩm trước đấy của nó là đã về Hà Nội làm mưa làm gió ở thị trường Việt Nam. Đó chính là 5410. Đã rất nhiều người hỏi shop nhưng mà số lượng có hạn, sản phẩm không đủ để phục vụ anh em. Thì hôm nay bên mình về được sản phẩm 5510 này. Sản phẩm này nó là màn 15.6 inch, to hơn 5410. Nhưng mà thiết kế thì nó cũng rất là đẹp. Anh em hãy cùng mình đi vào đập hộp và khám phá sản phẩm này, xem nó có gì đặc biệt so với 5410 không nhé. Vâng, sản phẩm này như mọi khi thì mình phải giới thiệu siêu. Nhưng mà trên mẫu này do vận chuyển cho nên là siêu nó bị rách. Bên mình là phải bóc ra để xem hàng nó có bị vỡ móp gì không. Thì rất là may là nó cũng không vỡ móp. Nhưng mà tiếc cái là cái bóc siêu, bởi vì mình lúc nào mình thích bóc siêu, cái cảm giác bóc siêu nó rất là sướng. Sản phẩm này bên mình đã bị rách cho nên là mình phải bóc ra trước. Quên, nghề nghiệp đấy, mình nghề nghiệp. Hôm qua mình khi mà kiểm tra ở đây thì thấy rằng là siêu bạc trong này vẫn còn nguyên, cho nên là rất là yên tâm. Chỉ là siêu bị ngoài bị rách thôi. Nói là 5510 này mà nó 15 inch nhưng mà mình thấy là nó cũng rất là nhỏ gọn, không quá to như những cái dòng đời trước. Dòng đời trước thì màn 15.6 inch thì người ta thiết kế nó rất là to. Đấy, rất nhỏ gọn, rất đẹp. Màu bạc này giống y 5410 các bạn nhé. Về màu này, màu sắc bên trong rất là đẹp. Trackpad diamond cut cực kỳ ngon. Màn hình nhỏ gọn. Ok, mình sẽ tiến hành kích hoạt Win luôn. Rồi, mình bắt đầu mình kích hoạt nhé. Thiết kế tổng quan của mẫu này thì không khác gì 5410 rồi. Phím vẫn là màu y như thế, cũng vẫn là LED sáng. Nên sáng này ban đêm thì chúng ta mới cảm nhận được nó sáng này các bạn nhé. Chứ còn nếu mà đủ ánh sáng thì mình thấy là nó không khác gì so với mình không bật đâu. Trackpad thì cũng rất là ok. Do là màn 15 inch cho nên là trackpad nó sẽ thiết kế lệch sang bên trái một chút. Trên 5410 thì nó cân đối hơn. Rồi, mình sẽ tua nhanh nhé. Ok, Queen đã kích hoạt xong. Khá là nhanh. Mạng nào. Cảm giác kích hoạt và cảm nhận em này thì cũng không khác gì 5410 rồi, cho nên là không có gì quá nhiều ngỡ ngàng. Nào, mình cùng đi kiểm tra cấu hình. Cấu hình của Dell 5510 này thì nó giống y như 5410 các bạn nhé. Nhưng mà nó chỉ khác là màn 15 inch và SSD của nó có 256 thôi. 5410 thì ưu điểm hơn là 512. Vega Iris XE, SSD NVMe, Kioxia của Toshiba rồi. Wi-Fi 6 nhé, AX201. Ok, mình thấy loa cũng khá là to các bạn. Khả năng giải trí cực kỳ ngon. Trên sản phẩm 5410 thì mình sau khi trải nghiệm thì mình thấy rằng là cái khả năng làm việc của nó rất là tốt, tản nhiệt cũng rất là tốt. Để xem trên 5510 này nó trải nghiệm, nếu mà thiết kế của nó mà tốt hoặc là có, theo mình nghĩ thì nó thấy rằng là cái màn 15.6 inch này thì đương nhiên là nó sẽ bên trong nó sẽ rộng hơn, thì chắc chắn hãng sẽ
thiết kế tốt hơn là 5410. Mình đang hy vọng thế. Bây giờ mình sẽ đi mở máy luôn để khám phá nội thất bên trong xem nó thế nào. Rồi, ok các bạn, mình đã tháo nhé. Đây, mặt đáy máy vẫn là nhựa nhé, vẫn giống y 5410. Còn tất cả mặt âm phím, mặt lưng, màn hình đều là vỏ nhôm. Pin này, pin của 5510 cũng là 54W. À, thiết kế tản nhiệt thì nó cũng giống y như 5410 thôi. Trong này nó khá là rộng, mà nó thiết kế to là tí nữa thì nó phải là ngon không? Vẫn là hai ống đồng tản nhiệt nhá. Tản nhiệt cho con CU này mà hai ống đồng này thì cực kỳ ngon. Khả năng nâng cấp cũng rất là tốt, hai slot RAM và đang cắm hai thanh 4G dual channel. Ok. Trên 5510 này thì khả năng nâng cấp SSD này có thêm một khe nữa, có thêm một khe nâng cấp SSD nữa các bạn nhé. Khá là ngon rồi. Hai giải loa này. Đây là ổ SSD. SSD chúng ta phải cắm ở đây và nâng cấp thêm ổ ở đây. Wi-Fi. Bên này là bo USB, thẻ nhớ và cổng 3.5. Các cổng kết nối còn lại là nằm bên này. Rồi, khá là ngon đấy, mình thấy nó ngon. Ngon hơn 5410 là có thêm một khe mở rộng. Chúng ta có thể cắm thêm ổ hoặc là nâng cấp ổ. Rồi, ok. Mình sẽ đóng máy nhá. Sản phẩm này thì bên mình nó sẽ có trải nghiệm, chắc là sẽ giống y như 5410 thôi. Cho nên là bên mình xin phép được là không có số trải nghiệm. Nên các bạn đừng có mong chờ quá, sẽ hụt hẫng nếu mà bên mình không ra. Bởi vì là cấu hình này với lại thiết kế này thì chắc chắn nó cũng sẽ giống y như 5410 thôi. Nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta có thể xem lại cái số đánh giá của 5410 giúp bên mình nhé. Rồi, mình sẽ đóng máy lại nhé. Vâng, vừa rồi là pha đập hộp xịt của mình về sản phẩm Dell 5510 này. Với cái khám phá nhanh của mình ấy, thì mình thấy rằng là cái sản phẩm này, thứ nhất là về cấu hình, về ngoại hình, chắc chắn nó sẽ thay thế được 5410 khi mà 5410 bây giờ không còn hàng tại Việt Nam mình nữa. Thì anh em nào mà quan tâm đến sản phẩm này, hãy inbox trực tiếp vào fanpage của Đúng Laptop hoặc gọi điện đến hotline của Đúng Laptop để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình và mong rằng những video tiếp theo sẽ được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.